Các bạn thân mến, tiểu thuyết kinh điển xin được giới thiệu đến các bạn một tác phẩm văn học cổ điển, cũng là sáng tác duy nhất của nữ nhà văn người Anh Emily Bronte, tác phẩm Đồi Gió Hú, dịch giả Dương Tường, người đọc Phượng Đinh. Chương 17. Hôm thứ sáu ấy kết thúc những ngày đẹp trời của chúng tôi trong một tháng. Đến chiều, thời tiết thay đổi, đang gió nam chuyển sang đông bắc, thoạt đầu mang theo mưa, rồi mưa tuyết và tuyết khô. Sang ngày hôm sau thì khó mà tưởng tượng được là trước đó đã có 3 tuần lễ mùa hè, vì hoa anh thảo và hoa nghệ tây bị lấp dưới những đống tuyết giá. Chim chiền chiền im tiếng, lá non của những cây nảy lộc sớm tơi tả và đen sạm lại. Và ảm đạm rét mướt thê lương, cái ngày hôm ấy trườn mình tới. Cậu chủ tôi ở lì trong phòng riêng, tôi chiếm lĩnh căn phòng khách nhỏ, hiu quạnh, biến nó thành nhà trẻ, và tôi đang ngồi đó với đứa bé như con búp bê oe oe trên đầu gối, vừa đu đưa nó vừa ngắm những bông tuyết vẫn tạt mạnh, ùn lên ở khung cửa sổ không che rèm, thì cửa lớn bỗng mở toang. Một người bước vào, vừa hỗn hển vừa cười khanh khách. Phút đầu tiên tôi thấy cáu hơn là ngạc nhiên, tôi tưởng đó là một hầu gái, bèn quát: "Thôi đi nào, sao nhà chị cả gan gỡ thấy lông bông ra ở đây? Cậu Linton mà nghe thấy thì cậu nói sao?" "Xin lỗi," một giọng quen thuộc đáp, "nhưng tôi biết anh Edgar đang nằm trong buồng và tôi không thể tự kiềm giữ được." Nói đoạn, người ấy tiến đến chỗ lò sưởi, cười hồng hộc, một tay ôm màn sườn. "Tôi đã chạy một mạch từ đồi gió hú về đây." Ngừng một lát, người đó lại nói tiếp: "Có đoạn tôi như bay ấy, tôi ngã không biết bao nhiêu lần. Ôi, tôi đau khắp mình mẩy, đừng có hoảng hốt. Tôi sẽ giải thích ngay chừng nào có thể. Chỉ xin chị vui lòng ra chuẩn bị xe chở tôi đến Gimmerton và sai bảo một gia nhân kiếm hộ ít quần áo ở trong tủ của tôi." Kẻ đột nhập là Hedlick phu nhân. Chắc chắn là cô không hề ở trong trạng thái cười vui. Tóc cô xõa sười xuống vai, tuyết và nước nhỏ ròng ròng. Cô vẫn chiếc áo dài vẫn thường mặc thời con gái, hợp với tuổi hơn là với địa vị. Một cái áo hở cổ, ngắn tay, không có gì trên đầu hoặc cổ. Áo bằng lụa mỏng dán vào người vì ướt. Chân cô đi độc một đôi dép lê mỏng. Hãy thêm vào đó một vết toạc sâu dưới tai, chỉ vì rét cóng mà không chảy máu tràn trề. Một bộ mặt trắng bệt đầy vết xước và bầm tím. Một thân hình hồ như đứng không vững vì mệt nhọc. Và ông sẽ hiểu vì sao nỗi hoảng sợ lúc đầu của tôi không giảm đi là mấy, khi tôi có thì giờ ngắm kỹ cô. "Cô thân mến," tôi kêu lên, "tôi không đi đâu hết, không nghe gì hết, chừng nào cô chưa cởi bỏ hết quần áo ướt thay bộ đồ khô vào. Và chắc chắn đêm nay cô chưa đi Gimmerton được, cho nên không cần phải sai thắng xe làm gì." "Nhất định tôi sẽ đi," cô nói, "dù đi bộ hay đi xe, tuy nhiên tôi không phản đối việc ăn mặc cho chỉnh tề. Và ôi, chị xem nó chảy tràn xuống cổ tôi này, hơi lửa làm nó cắn nhoi nhói." Cô một mực đòi tôi làm theo lệnh cô trước khi để tôi chạm đến người. Và mãi sau khi bác xã X được lệnh chuẩn bị sẵn sàng, trong khi một hầu gái bắt đầu gói ghém một số y phục cần thiết, cô mới đồng ý để tôi băng vết thương và giúp cô thay quần áo. "Bây giờ, chị Ellen," cô nói khi tôi đã làm xong xuôi mọi thứ và cô đã ngồi với trong một cái ghế bành trước lò sưởi một tách trà đặt trước mặt. "Chị hãy ngồi xuống đối diện với tôi và đặt đứa bé con của chị Catherine tội nghiệp ra chỗ khác. Tôi không muốn trông thấy nó." "Chị chớ nên nghĩ là tôi không thương Catherine, nếu căn cứ vào cung cách rồ dại của tôi lúc vào nhà. Tôi cũng đã khóc thảm thiết." "Phải, hơn bất kỳ ai khác có lý do để khóc. Chúng tôi đã chia tay mà không làm lành với nhau, chị nhớ chứ? Và tôi không thể tự tha thứ cho mình điều đó. Nhưng, mặc dù thế, cũng đừng hòng thông cảm với hắn, đồ thú vật vũ phu. Ôi, đưa tôi cái que cười,
đây là vật cuối cùng của hắn tôi mang trên người. Cô rút chiếc nhẫn vàng khỏi ngón tay thứ ba, ném xuống sàn. Tôi sẽ đập nát nó. Cô nói tiếp, quất mạnh xuống giận dữ như con nít. Rồi tôi sẽ đốt nó. Và cô nhặt cái vật bị hành hạ nọ vứt vào giữa đống than. Đấy, hắn sẽ phải mua một cái khác. Nếu hắn lại bắt được tôi, hắn có thể đến đây tìm tôi, làm rầy Edgar. Tôi không dám ở lại đây, e rằng cái ý đó sẽ ám ảnh đầu óc hiểm ác của hắn. Với lại, anh Edgar cũng chẳng ân cần gì với tôi, phải không? Tôi không đến cầu xin anh giúp đỡ, cũng chẳng gây thêm rắc rối cho anh. Sự cần thiết đã buộc tôi phải đến náu ở đây. Tuy nhiên, nếu tôi không được biết là anh không có ở trong phòng này, thì tôi sẽ chỉ dừng lại ở trong bếp, rửa mặt mũi, sưởi ấm, nhờ chị mang lại cho những thứ tôi cần, và lại lên đường đến bất cứ nơi nào, ngoài tầm của cái tên chết băm chết vằm, của con quỷ hiện thân ấy. À, hắn lồng lộn mới gớm chứ, nếu mà hắn bắt được tôi. Đáng tiếc là hai Daily ơn so không đủ sức chọi lại hắn. Giá hai Daily có thể trị được hắn, thì tôi chả việc gì phải chạy. Tôi sẽ đợi kỳ cho đến lúc thấy hắn bị đánh tan xương nát thịt. Chà, đừng nói nhanh thế, cô. Tôi ngắt lời. Cô làm xô chiếc khăn tay tôi buộc quanh mặt cô, khiến cho vết rạch lại chảy máu kia. Cô uống trà đi, nghỉ lấy lại hơi đã, và đừng cười nữa. Dưới mái nhà này và trong tình cảnh cô, tiếng cười, than ôi lại đâm lạc lõng, không đúng chỗ. Đó là sự thật không thể chối cãi, cô đáp. Hãy nghe đứa bé kia, nó khóc hoài, khóc hủy, không ngừng. Mang nó ra ngoài cho tôi khỏi phải nghe tiếng nó đủ một tiếng đi nào. Tôi sẽ không ở lại đây lâu hơn đâu. Tôi rung chuông và giao đứa bé cho một đầy tớ. Rồi hỏi nguyên cớ gì đã thúc đẩy cô trốn khỏi đồi gió hú trong cảnh ngộ vô vọng như thế, và cô định đi đâu một khi không chịu ở lại với chúng tôi. Lý ra tôi ở lại, và tôi ao ước thế. Cô trả lời, để làm anh Edgar vui, để chăm nom đứa bé, đó là hai lẽ, và còn vì ấp đích thực là nhà của tôi. Nhưng xin nói để chị biết, hắn sẽ chẳng để cho tôi ở lại đây. Chị nghĩ xem, có thể nào hắn lại chịu trông thấy tôi béo ra và vui tươi, chịu thấy chúng ta yên lành mà không quyết tâm đầu độc cảnh an lạc của chúng ta. Này, tôi lấy làm thỏa mãn được biết chắc rằng hắn ghét tôi đến mức bực dọc thực sự khi tôi ở trong tầm tai nghe mắt thấy của hắn. Tôi nhận thấy mỗi khi tôi bước vào nơi nào có hắn, các cơ mặt hắn bất giác rúm ró lại thành một vẻ căm ghét. Phần thì do hắn biết tôi có lý do chính đáng để căm thù hắn, phần do ác cảm tự nhiên từ đầu. Nỗi thù ghét ấy đủ mạnh để khiến tôi chắc chắn rằng, giả dụ tôi xoay sở trốn thoát được, hắn sẽ không truy đuổi tôi trên khắp nước Anh làm gì, và do đó tôi phải đi khỏi hắn. Tôi đã bỏ cái ao ước ban đầu là muốn chết vì tay hắn. Tôi không những muốn hắn tự giết hắn. Hắn đã thật sự dập tắt tình yêu của tôi, cho nên tôi hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên, tôi có thể nhớ lại là tôi đã yêu hắn như thế nào, và có thể hình dung lờ mờ rằng tôi vẫn có thể yêu hắn nếu không. Ngay cả nếu hắn có say mê tôi như điếu đổ, thì cái bản chất ma quỷ vẫn cứ lòi ra bằng cách nào đó. Catherine biết rõ hắn thế mà vẫn quý trọng yêu mến hắn như vậy, thì quả là chị ấy có một sở thích đồi bại ghê gớm. Đồ quái vật, liệu có thể nào xóa hắn khỏi cõi trần gian này và khỏi trí nhớ của tôi không? Im, im, ông ta là một con người, tôi nói. Cô hãy độ lượng hơn, còn có những kẻ xấu hơn ông ta nữa kia. Hắn không phải là một con người, cô vặn lại, và hắn không có quyền gì đòi hỏi sự độ lượng của tôi. Tôi đã cho hắn cả trái tim, hắn đã lấy đi, vò xé cho chết, rồi quẳng lại cho tôi. Con người ta cảm thương bằng trái tim, Ellen à. Và bởi chính hắn đã hủy hoại tim tôi, nên tôi còn đâu khả năng mà cảm thương cho hắn. Và ngay cả nếu có thể, tôi cũng không muốn.
cho dù hắn có rên rỉ từ nay đến lúc chết và khóc ra máu mắt tiếc thương Catherine. Không, thật vậy, tôi không thương. Đến đây, Isabella bắt đầu khóc, nhưng lập tức gạt nước mắt khỏi hàng mi, cô lại nói tiếp. Chị vừa hỏi là rốt cuộc cái gì đã thôi thúc tôi chạy trốn ư? Tôi buộc phải tẩu thoát vì tôi đã khích được hắn nổi xung lên tới mức độ cao hơn cả sự thâm hiểm của bản thân hắn. Dùng kim nung đỏ rứt sợi thần kinh ra, việc đó đòi hỏi phải bình tĩnh hơn là nện vào đầu. Hắn đã bị kích động đến mức quên cả cái tính khôn ngoan quỷ quyệt mà hắn thường khoe khoang và đi tới chỗ hung bạo, có thể giết người như chơi. Tôi đã nếm cái vui thích chọc được hắn phát khùng. Cảm giác thích thú đó đánh thức bản năng sinh tồn của tôi, cho nên tôi phá củi sổ lồng. Nếu tôi rơi vào tay hắn lần nữa, hắn sẽ thả sức báo thù ra trò. Hôm qua, chị biết đấy, lẽ ra ông Unso phải có mặt ở đám tang, vì thế ông đã nhìn rượu khá tỉnh táo, có nghĩa là không đến nỗi 6 giờ sáng mới đi ngủ trong trạng thái điên khùng và 12 giờ trưa trở dậy vẫn say mềm. Do vậy, ông ta thức dậy yếu xìu như muốn tự tử, chả thiết gì, nhà thờ hay khiêu vũ cũng vậy thôi. Và thay vì đi đưa đám, ông ngồi xuống bên lò sưởi, núp tì tì hàng cốc đầy rượu gừng hoặc brandy. Heathcliff, tôi rùng mình khi nhắc đến tên hắn. Suốt từ chủ nhật trước đến hôm nay như người khách lạ trong nhà. Tôi chả biết thiên thần hay họ hàng thân thích của hắn dưới âm phủ đã thết đãi hắn mà gần một tuần nay hắn không ăn với chúng tôi bữa nào. Hắn chỉ về nhà vào lúc rạng đông và lên gác, vào phòng khóa trái cửa lại, cứ làm như có ai khao khát được ở bên hắn ấy. Hắn tiếp tục ở trong đó, đọc kinh như một kẻ theo hội giám lý. Có điều vị thần hắn nguyện cầu lại là tro bụi vô tri, và mỗi khi cầu khẩn tới Thượng Đế, kỳ lạ thay, hắn lại lẫn lộn với quỷ sứ đen nhẻm vốn là cha của hắn. Sau khi kết thúc những bài kinh quý giá đó, thường thường kéo dài đến khi khản giọng và tiếng tắc lại trong cổ, hắn lại ra đi, bao giờ cũng thẳng tua xuống ấp. Tôi không hiểu sao, anh Edgar không cho tôi đi tìm viên cảnh sát bắt giam hắn lại. Đối với tôi, dù buồn đau thương tiếc Catherine, tôi cũng không thể không coi thời gian được giải thoát khỏi áp bức ê chề này như một ngày hội. Tôi phấn chấn lại tinh thần, đủ để nghe những bài lên lớp muôn thuở của Joseph mà không phát khóc, và để đi tới đi lui trong nhà không phải rón rén với những bước chân của một kẻ trộm khiếp hãi như trước. Chắc chị không nghĩ là bất cứ điều gì Joseph nói cũng làm tôi khóc, nhưng lão ta và Heatherton quả là những đồng bạn đáng ghét. Tôi thà ngồi với Hideley nghe những lời huyên thuyên gớm ghiếc của ông ta, còn hơn ngồi với cậu ấm và người ủng hộ trung thành của nó là lão già bỉ ổi ấy. Khi hết clip ở nhà, tôi thường bắt buộc phải tìm đến nhà bếp với bọn họ, hoặc chịu đói, chịu rét trong những phòng ẩm ướt không có người ở. Khi hắn không có nhà, như trong tuần này, tôi đặt một cái bàn với một cái ghế ở một góc lò sưởi và chẳng cần để ý đến ông Unso lúc ấy đang bận làm gì. Còn ông ta cũng không can thiệp vào những sắp đặt của tôi. Bây giờ ông trầm tĩnh hơn trước nếu không có ai khiêu khích. Câu có, ủ rũ hơn, nhưng đỡ khùng hơn. Joseph khẳng định chắc chắn rằng ông ta đã thay đổi, rằng Chúa đã đụng vào trái tim ông và ông đã được cứu chuộc, như là được tẩy uế bằng lửa. Tôi khó mà phát hiện thấy những dấu hiệu của sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Song đó không phải việc của tôi. Tối qua, tôi ngồi trong góc của mình đọc vài cuốn sách cũ đến khuya, tận 12 giờ. Tuyết quay cuồng ngoài trời, lên gác thì tối tăm ảm đạm quá, và ý nghĩ của tôi cứ không ngừng trở về với cái nghĩa địa cùng ngôi mộ mới đắp. Tôi hầu như không dám ngước mắt lên khỏi trang sách trước mặt mình, vì cứ ngơi một cái là cảnh buồn thảm ấy lại lập tức hiện lên chiếm chỗ. Hideley ngồi đối diện, đầu dựa vào tay, có lẽ cũng suy nghĩ về cùng một đề tài. Ông ta đã ngừng uống ở mức chưa đến nỗi bét nhè,
và không động đậy, cũng chẳng nói năng suốt 2-3 tiếng đồng hồ. Khắp nhà không có một tiếng động nào ngoài tiếng gió rền rĩ, thỉnh thoảng lay những cánh cửa sổ, tiếng những hòn than khẽ nổ lép bép và tiếng tắt tắt của chiếc kéo cắt hoa đèn mỗi lúc tôi tỉa bớt ngọn bấc nến. Hè ở Tơn và Joseph có lẽ đã ngủ say tít trong giường. Buồn, rất buồn, vừa đọc tôi vừa thở dài, vì dường như niềm vui đã biến mất khỏi thế giới, không bao giờ trở lại nữa. Cuối cùng, sự im lặng sầu thảm bị phá vỡ bởi tiếng then cửa bếp lách cách. Heathcliff từ nơi hắn túc trực trở về sớm hơn thường lệ. Tôi đoán là vì cơn bão tuyết đột ngột. Cửa cài chặt, và chúng tôi nghe thấy hắn đi vòng để vào lối kia. Tôi đứng dậy, một cảm giác kinh tởm không kiềm chế nổi lộ ra trên môi, khiến người cùng ngồi với tôi lúc đó đang ngó về phía cửa, quay lại nhìn tôi. Tôi sẽ hãm hắn ở ngoài 5 phút. Hayley thốt lên. Cô không phản đối chứ? Không, ông có thể hãm hắn ở ngoài cả đêm cho tôi. Tôi đáp, ông cứ làm thế đi, tra chìa khóa và cài then vào. Ơn So làm xong việc đó trước khi người khách quý của ông ra tới mặt tiền. Rồi ông mang chiếc ghế của mình sang mé bên kia bàn, cúi người trên thành ghế và dõi tìm trong mắt tôi sự đồng tình với mối căm thù cháy rực trong mắt ông. Cả bộ dạng lẫn tình cảm ông ta đều giống một kẻ sát nhân, nên ông không thể kiếm được sự đồng tình thực sự của tôi. Song tôi cũng phát hiện ra chút gì đó đủ để khuyến khích ông nói thẳng ý định của mình. Cô và tôi, ông nói, mỗi người đều có một món nợ lớn phải thanh toán với tên đứng ngoài kia. Nếu cả hai ta đều không hèn nhát, thì ta có thể phối hợp để dứt điểm cho xong. Lẽ nào cô cũng mềm yếu như anh trai cô? Lẽ nào cô lại vui lòng chịu đựng đến cùng, không cố gắng báo thù lấy một lần? Giờ tôi ớn chịu đựng rồi, tôi đáp. Tôi sẽ sung sướng nếu trả đũa được mà không tác hại trở lại đến bản thân. Nhưng gian lận và bạo lực là con dao hai lưỡi, nó gây thương tích cho người sử dụng nặng hơn là cho kẻ địch. Gian lận và bạo lực là sự trả lời đích đáng đối với gian lận và bạo lực. Hayley kêu lên, cô Heathcliff, tôi sẽ không yêu cầu cô làm gì, mà chỉ ngồi im giả câm giả điếc. Trả lời tôi đi nào, cô có thể làm thế được không? Tôi chắc chắn là cô cũng sẽ vui thích như tôi được chứng kiến sự kết liễu cuộc đời tên quỷ dữ đó. Nó sẽ giết chết cô, trừ phi cô cao tay hơn nó, và nó sẽ làm tôi khuynh gia bại sản. Rời tru đất diệt tên côn đồ quỷ quyệt ấy, nó gõ cửa cứ như nó đã là ông chủ ở đây. Cô hãy hứa là ngậm miệng, và trước khi cái đồng hồ này điểm chuông, bây giờ là 1:03, cô sẽ được giải phóng. Ông ta lấy từ trong ngực ra cái khí cụ tôi đã tả cho chị nghe trong thư trước và định tắt nến, nhưng tôi giật lấy cây nến, nắm chặt cánh tay ông. Tôi sẽ không ngậm miệng đâu, tôi nói, ông không nên đụng đến hắn, cứ để nguyên cửa đóng và lặng yên. Không, tôi đã hạ quyết tâm và thề có Chúa, tôi sẽ thực hiện quyết tâm ấy. Con người tuyệt vọng ấy kêu lên, tôi sẽ làm ơn cho cô dù cô không muốn và đem lại công lý cho Heathcliff, và cô không cần phải đau đầu tìm cách che đỡ cho tôi. Catherine mất rồi, những người còn sống chẳng ai sẽ thương tiếc tôi hoặc xấu hổ vì tôi, dù tôi có tự cắt cổ ngay bây giờ và đến lúc kết thúc đi cho rồi. Tôi có can cũng bằng thừa, khác nào đánh vật với một con gấu hoặc nói lý với một người điên. Tôi chỉ còn mỗi cách là chạy đến một cửa sổ mắt cáo và báo cho kẻ sắp bị hạ sát biết số phận đang chờ hắn. Tốt là anh nên tìm nơi nào khác tạm trú đêm nay, tôi thốt lên giọng có phần đắc thắng. Ông Ơn Sa định bắn anh đấy nếu anh cứ khăng khăng tìm cách vào. Tốt hơn là cô hãy mở cửa ra, đồ. Hắn đáp, gọi tôi bằng một từ mỹ miều mà tôi không muốn nhắc lại làm gì. Tôi trả dây vào, tôi quặc lại. Cứ vào mà ăn đạn, nếu anh thích, tôi đã làm bổn phận của mình. Nói rồi, tôi đóng cửa sổ và trở về chỗ bên lò sưởi.
Khả năng giả dối quá kém, tôi không thể vờ lo âu về mối nguy hiểm đe dọa hắn. Ơn so rủa tôi dữ dội, khẳng định rằng tôi vẫn còn yêu tên khốn kiếp ấy và nhiếc tôi bằng đủ mọi cái tên vì sự hèn mạn của tôi vừa bộc lộ. Còn tôi, trong con tim thầm kín và lương tâm không bao giờ trách cứ tôi về điều đó, tôi nghĩ thật phúc cho ông ta biết mấy nếu Heathcliff giải thoát cho ông ta khỏi kiếp khổ cực. Và thật là phúc cho tôi nếu ông cho Heathcliff về cái nhà mồ đích thị dành cho hắn. Trong khi tôi ngồi ấp ủ những suy nghĩ ấy, thì cái cửa sổ hai cánh đằng sau tôi bị Heathcliff giáng mạnh một đòn, sập xuống sàn nhà, và bộ mặt đen đúa của hắn hầm hầm nhìn qua đó. Chấn song sắt quá sát nhau khiến hắn không lách vai qua được, và tôi mỉm cười, khoái trá tưởng mình an toàn. Tóc và quần áo của hắn trắng những tuyết, hàm răng nhọn ăn thịt người của hắn nhe ra vì rét và tức giận, long lanh trong bóng tối. Isabella, để cho tôi vào, kẻo rồi tôi sẽ làm cho cô phải hối đấy. Hắn gầm lên, nói theo giọng của Joseph. Tôi không thể phạm tội giết người. Ông Hideley đang đứng canh với một con dao và một khẩu súng nạp đạn sẵn. Để cho tôi vào lối cửa bếp. Hắn nói, Hideley sẽ tới đó trước anh. Tôi đáp, tình yêu của anh hóa ra cũng xoàng thật, không chịu nổi một cơn mưa tuyết. Chúng tôi được anh tha cho ngủ yên chừng nào trăng mùa hè còn sáng, nhưng vừa có một cơn gió mùa đông trở lại là anh đã chạy vội về tìm chỗ trú. Heathcliff, nếu tôi ở địa vị anh, thì tôi sẽ đến nằm trên mộ chị ấy và chết như một con chó trung thành. Cõi trần này giờ đây chắc chắn là chẳng còn gì đáng sống nữa, phải không? Anh đã khiến tôi đinh ninh rằng Catherine là tất cả niềm vui của đời anh mà. Tôi không thể tưởng tượng làm sao anh lại nghĩ đến chuyện tiếp tục sống sau khi mất chị ấy. Nó ở đấy, phải không? Người cùng hội cùng thuyền với tôi kêu lên, chạy bổ đến chỗ hỏng. Nếu tôi đưa tay ra được, tôi có thể bắn trúng nó. Elena, tôi e rằng chị sẽ cho tôi là thực sự độc ác, nhưng chị không hiểu hết mọi sự, cho nên chị chớ vội phán xét. Tôi sẽ không chịu giúp đỡ hoặc tiếp tay cho một mưu đồ nào, dù là để sát hại hắn, vì bất kỳ cái gì. Nhưng cầu mong hắn chết thì ắt là có, và do đó tôi thất vọng ghê gớm và bủn rủn khiếp sợ vì hậu quả những lời chọc tức của tôi khi hắn lao cả người vào chộp lấy vũ khí của Ơn So, giật ra khỏi tay ông. Đạn nổ và con dao bị lò xo làm bật trở lại, phập vào cổ tay chủ nhân nó. Heathcliff dùng sức kéo nó ra, cứa toạc cả thịt Hideley trên đà dao lướt qua và đút cái khí giới ròng ròng máu vào trong túi. Rồi hắn lấy một tảng đá nện sập vách ngăn giữa hai cửa sổ và nhảy vào. Đối thủ của hắn đã ngã, bất tỉnh nhân sự vì đau quá và vì máu xối ra từ một động mạch hay một tĩnh mạch lớn. Tên côn đồ đá và dẫm lên, liên tiếp đập đầu ông vào những phiến đá lát, đồng thời một tay nắm lấy tôi, ngăn không cho gọi Joseph. Hắn vận dụng đức hy sinh siêu phàm để tự kìm giữ, không kết liễu đời ông ta hoàn toàn. Nhưng cuối cùng, thở không ra hơi, hắn ngừng tay và kéo cái thân hình rành rành là bất động lên chiếc ghế tủ. Ở đó, hắn xé tay áo ngoài của Ơn So bằng rối giá vết thương một cách thô bạo, vừa làm vừa khạc nhổ và chửi rủa cũng hung hãn như khi vung chân đá lúc nãy. Được thả ra, tôi không để mất một giây, chạy đi tìm lão đầy tớ già. Lần lần vỡ nhẽ ra câu chuyện tôi kể vội kể vàng, lão hớt hải bổ xuống dưới nhà, thở hồng hộc trong khi nhảy hai bậc một xuống. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Thế này này, Heathcliff gầm lên, chủ của lão điên rồi, và nếu hắn còn đầu được đến một tháng nữa thì tôi sẽ phải cho hắn vào nhà thương điên. Quỷ quái làm sao lão lại cài chặt cửa để tôi phải đứng ngoài, hỡ cái con chó già rụng hết răng kia. Đừng có đứng đấy mà lấm ba lấm bẩm nữa. Lại đây, tôi không hơi đâu mà chăm sóc cho hắn đâu. Lau sạch cái của nợ này đi và cẩn thận kẻo cây nến của lão bắn tóe lửa vào đây. Già nữa cái vũng này là rượu mạnh đó. Vậy ra là ông đã ám sát cầu ý.
Joseph kêu lên, giơ tay và trợn tròn mắt kinh hãi. Có bao giờ tôi thấy cảnh tượng như thế này, cầu Chúa. Heathcliff đẩy lão khuỵu gối xuống giữa vũng máu và quẳng một cái khăn cho lão. Nhưng thay vì bắt tay vào lau khô chỗ ấy, lão chắp tay bắt đầu đọc một bài kinh khiến tôi phì cười vì câu kệ kỳ cục trong đó. Tôi ở trong tâm thái lì ra không gì kích động nổi. Thực tế, tôi đã trơ trơ ra như một tội phạm đến lúc đứng dưới chân giá treo cổ. Ta quên mất ngươi, tên cường bạo nói. Ngươi phải làm việc này, phải quật cổ ngươi xuống. Ngươi âm mưu với hắn định hại ta phải không? Đồ rắn độc. Này, đây là công việc hợp với ngươi đó. Hắn lắc người tôi đến khi răng tôi va vào nhau lập cập và dúi xuống bên cạnh Joseph. Lão này vẫn kiên định tụng niệm cho xong, rồi đứng dậy thề sẽ đi ngay sang ấp. Ông Linton là quan tòa, đành rằng vợ ông vừa chết, nhưng dù có mất đến 50 vợ, ông cũng phải điều tra vụ này. Lão khăng khăng với quyết tâm của mình, đến nỗi Heathcliff cần ép, chính tôi phải mở miệng tóm tắt lại những gì đã xảy ra. Hắn đứng cao sừng sững trấn áp tôi, hỗn hển thở ra đầy ác ý, trong khi tôi miễn cưỡng tường thuật sự việc, đáp lại những câu hỏi của hắn. Phải vất vả lắm mới thuyết phục được lão già rằng Heathcliff không phải là kẻ chủ động tấn công, nhất là vì ép được tôi trả lời cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao đi nữa, ông Earnshaw cũng sớm làm cho lão tin rằng ông vẫn còn sống. Joseph bèn vội vàng cho ông uống một liều rượu thuốc, nhờ đó chủ lão hồi tỉnh và cử động được. Heathcliff nắm chắc đối thủ của mình, không hề biết đã bị đối đãi thế nào trong khi bất tỉnh. Bèn đổ tại ông ta say mềm đến độ mê sản và nói là hắn không thèm để ý đến thái độ tồi tệ của ông nữa mà khuyên ông nên đi nằm. Tôi mừng rỡ thấy hắn đi khỏi sau khi ban phát lời khuyên xác đáng ấy. Hai Daly nằm dài trên sàn trước lò sưởi. Tôi về phòng riêng, ngỡ ngàng thấy mình thoát nạn dễ dàng như vậy. Sáng nay, khi tôi xuống nhà, khoảng nửa tiếng trước lúc trưa, ông Earnshaw đang ngồi cạnh bếp lửa, ốm nguy kịch. Tên hung thần của ông cũng gầy rộc và tái nhợt gần như ông, đứng tựa vào lò sưởi. Cả hai xem chừng đều không thích ăn. Và sau khi đã đợi đến lúc tất cả các món trên bàn đã nguội lạnh, tôi bắt đầu ăn một mình. Không có gì ngăn tôi ăn ngon lành, và tôi nghiệm thấy một thứ cảm giác thỏa mãn bề trên khi thi thoảng liếc nhìn đứng đồng bạn trầm lặng của mình, cảm thấy sự thoải mái của một lương tâm yên ổn trong tôi. Ăn xong, tôi đánh bạo làm một điều mạo muội khác thường, ấy là lại gần lò sưởi, đi vòng quanh ghế ngồi của Earnshaw và quỳ vào góc bên cạnh ông. Heathcliff không nhìn về phía tôi, và tôi ngước lên ngắm diện mạo hắn một cái gần như táo tợn. Cơ hồ gương mặt ấy đã biến thành đá. Trán hắn, mà có lúc tôi đã từng cho là rất mực trượng phu, nhưng giờ đây lại thấy đến là ma quái, vẫn lên một bóng mây nặng nề. Cặp mắt mãng xà tinh tường gần như tắt ngấm vì mất ngủ, và có lẽ vì khóc nhiều nữa. Mi hắn lúc ấy vẫn còn ướt. Đôi môi vắng nét giễu cợt độc ác, mím chặt trong một vẻ buồn khôn tả. Giá đó là một người khác, tôi ắt đã che mặt trước nỗi đau đớn như vậy. Nhưng đây lại là hắn, cho nên tôi thấy mãn nguyện, và mặc dù sỉ nhục một kẻ thù đã ngã là điều đê tiện, tôi vẫn không thể bỏ lỡ cơ hội này để phóng một mũi tên. Phút yếu đuối của hắn là lúc duy nhất tôi có thể hưởng cái khoái cảm lấy oán trả oán. Xấu hổ cho tôi ngắt lời. Cứ như là cả đời cô chưa bao giờ mở một cuốn kinh thánh ấy. Nếu Chúa bắt kẻ thù của ta đau khổ, như thế ắt phải là đủ cho ta rồi. Bồi thêm vào sự hành hạ của Chúa, vừa là nhỏ nhen, vừa là ngạo ngược. Nói chung thì tôi công nhận là thế, chị Ellen ạ. Cô nói tiếp, nhưng có nỗi thống khổ nào giáng lên Heathcliff làm tôi thỏa mãn được nếu tôi không góp một tay vào đó. Thà rằng hắn đau khổ ít hơn, miễn sao những đau đớn ấy là do tôi gây nên, và hắn biết chính tôi gây nên.
Ôi, món nợ của tôi đối với hắn mới lớn làm sao. Tôi chỉ có thể hy vọng tha thứ cho hắn với một điều kiện duy nhất. Đó là nếu tôi có thể ăn miếng trả miếng đích đáng từng đòn một, mỗi quần đau trả bằng một quần đau, giáng hắn xuống ngang tầm tôi. Vì hắn là kẻ gây xúc phạm trước, nên cần làm cho hắn phải cầu xin tha thứ trước. Rồi thì, chị Ellen à, rồi sau đó tôi có thể tỏ ra đại lượng đôi chút, nhưng hoàn toàn không có chút khả năng nào để tôi được báo thù, và do đó tôi không thể tha thứ cho hắn. Hai Daily muốn uống nước, tôi đưa cho ông một cốc và hỏi hiện trạng ông ra sao. Không ốm đến mức tôi cầu ước, ông ta đáp, nhưng trừ một bên cánh tay, mỗi một phân trên người tôi đều đau nhừ, như thể tôi đã đánh nhau với cả một bầy quỷ vậy. Phải, chẳng có gì là lạ, tôi nhận xét tiếp. Dạo trước, Catherine thường khoe chị ấy là lá mộc che cho thân thể ông. Ý nói rằng một số người không dám đánh ông vì sợ phật ý chị. Cũng may mà con người ta khi đã nằm dưới mồ rồi thì không cách nào trở dậy được thực sự. Nếu không thì đêm qua chị ấy đã có thể chứng kiến một cảnh kinh tởm. Ông có bị thâm tín và rách da rách thịt ở ngực, ở vai không? Tôi không biết, ông đáp, nhưng cô định nói gì vậy? Nó dám đánh tôi khi tôi đã ngã ngất sao? Hắn giẫm lên người ông, đá ông và dập đầu ông xuống đất. Tôi thì thào, mồm miệng hắn chảy rãi vì thèm cắn xé ông, bởi vì hắn chỉ có nửa phần người, thậm chí không được thế, còn bao nhiêu là quỷ hết. Ông ơn so ngước lên nhìn tôi, nhìn vào mặt kẻ thù chung của chúng tôi. Đắm trong đau khổ, hắn dường như vô cảm với xung quanh. Càng đứng lâu, những suy nghĩ của hắn càng làm lộ rõ vẻ hắc ám trên nét mặt. Ôi, nếu Chúa cho tôi đủ sức mạnh để bóp chết nó trong phút lâm chung, chỉ cần thế thôi, tôi sẽ vui sướng mà xuống địa ngục. Hai Daily nôn nóng rên lên, quằn quại đứng dậy để rồi lại rơi phịch xuống, tuyệt vọng, tin chắc mình không đủ sức để giao tranh. Không, ông ta giết một trong hai anh em ông là đủ rồi. Tôi lớn tiếng nhận xét. Ở ấp, ai cũng biết là nếu không có tôn ông Heathcliff, thì em gái ông giờ đây vẫn còn sống. Xét cho cùng, được ông ta căm ghét còn hơn được ông ta yêu. Khi tôi nhớ lại trước kia chúng tôi hạnh phúc biết bao, Catherine hạnh phúc biết bao trước khi ông ta đến, thì tôi sẵn sàng nguyền rủa cái ngày ấy. Rất có thể Heathcliff nhận thấy sự thật của điều vừa nói ra hơn là tinh thần của người nói. Sự chú ý của hắn bùng dậy, tôi thấy thế, vì nước mắt chảy lã chã xuống đống tro và hắn nghẹn ngào thở dài. Tôi nhìn chòng chọc vào hắn, cười thành tiếng. Hai cửa sổ địa ngục tối sầm chợt lóe lên một lúc về phía tôi. Tuy nhiên, con quỷ thường nóng trong đó nhìn ra lúc này, mờ đục và đắm trong nước mắt. Đến nỗi tôi chẳng sợ gì mà không đánh liều cười giễu thêm một tiếng nữa. Đứng dậy và xéo đi cho khuất mắt ta, kẻ đang khóc ròng nói. Chí ít tôi cũng đoán là chính hắn thốt ra những tiếng đó, mặc dầu giọng hắn thật khó mà nhận ra. Tôi xin ông thứ lỗi, tôi đáp, nhưng tôi cũng yêu Catherine và anh trai chị ấy cần được chăm sóc. Điều này tôi sẽ vì chị ấy mà đảm nhiệm. Nay chị ấy chết rồi, tôi nhìn thấy chị ở High Daily, mắt của High Daily hệt như mắt chị ấy. Nếu ông đã không tìm cách định khoét nó ra, đánh cho tím bầm thế kia, và chị... Đứng dậy, đồ ngu ngốc khốn kiếp, kẻo ta dẫm chết bây giờ. Hắn kêu lên và làm một động tác khiến tôi cũng phải có một cử chỉ ứng phó. Nhưng mà, tôi nói tiếp, lấy tư thế sẵn sàng chạy trốn. Ví như chị Catherine tội nghiệp đã tin ông mà khoác lấy cái danh hiệu lố bịch, đáng khinh và đồi bại là bà Heathcliff, thì hẳn chị cũng sớm phô ra một hình ảnh tương tự. Chị ấy ắt chẳng lặng lẽ chịu đựng hành vi gớm guốc của ông, nỗi khinh ghét và ghê tởm của chị tất phải biểu lộ ra thành tiếng. Chắn ngang giữa tôi với hắn là lưng cái ghế tủ và người ông ơn so.
cho nên thay vì cố vươn tay ra đánh tôi, hắn vớ lấy một con dao ăn trên bàn và ném vào đầu tôi. Nó trúng vào dưới tai tôi, ngắt đứng câu tôi đang nói. Rút nó ra, tôi nhảy vọt ra cửa và phóng một câu châm chích khác mà tôi hy vọng sẽ cắm sâu hơn mũi dao nọ. Giây phút cuối, tôi thoáng thấy hắn điên cuồng lao tới, nhưng bị ông chủ nhà ôm ghì giữ lại. Cả hai xoắn chặt lấy nhau, ngã lăn trên sàn trước lò sưởi. Chạy qua nhà bếp, tôi bảo Joseph cấp tốc đến chỗ chủ lão. Tôi xô ngã Heaton đang treo một lứa chó con vào lưng một chiếc ghế ở giữa lối ra vào, và sung sướng như một linh hồn thoát khỏi ngục rửa tội, tôi chồm chồm nhảy vọt, chạy như bay xuống con đường dốc. Rồi, rời bỏ những khúc đường ngoằn ngoèo, tôi lao thẳng qua đồng hoang, lăn qua các bờ đắp, lội qua các đầm lầy. Thực tế, tôi xăm xăm hướng về ánh hải đăng của ấp Thrash Scott vậy. Và tôi thà bị đày xuống địa ngục đời đời, còn hơn phải một lần nữa, ở dưới mái đồi gió hú, dù chỉ là một đêm. Isabella ngừng lời và uống một chén trà. Rồi cô đứng dậy nhờ tôi đội mũ quàng chiếc khăn xanh lớn tôi đã mang tới. Bỏ ngoài tai mọi lời khẩn cầu cô ở lại thêm một giờ nữa. Cô trèo lên một chiếc ghế, hôn ảnh Edgar và Catherine, tạm biệt tôi cũng bằng một cái hôn, rồi đi xuống chỗ xe đậu. Theo sau là con family sủa cuống cuồng, mừng được gặp lại cô chủ. Cô đi biệt từ đó, không bao giờ trở lại thăm vùng này. Nhưng cô và cậu chủ tôi đã viết thư cho nhau đều đặn khi tình hình ổn định hơn. Tôi chắc trú quán mới của cô ở phía nam gần London. Ở đó, mấy tháng sau khi chạy trốn, cô sinh một con trai, đặt tên là Linton. Và ngay từ đầu, cô cho biết đó là một đứa bé quạch quẹo hay hờn. Ông Hedlip một hôm gặp tôi trong làng, hỏi cô ở đâu. Tôi không chịu nói. Y bảo cái đó không quan trọng. Có điều cô phải coi chừng chớ có đến với anh trai. Cô không được ở đấy. Nếu không, chính Y sẽ lại bắt cô về. Mặc dù tôi không thông báo gì hết, Y vẫn dò hỏi qua một gia nhân nào đó, khám phá ra cả chỗ ở của cô lẫn việc cô đã có con. Tuy nhiên, Y không quấy rầy cô. Tôi cho rằng sở dĩ Y bỏ qua như vậy là do ghét cô, và cô có thể cảm ơn mối ác cảm đó. Y thường hỏi về đứa bé khi gặp tôi, và khi nghe nói tên nó, Y mỉm cười nham hiểm nhận xét. Họ muốn tôi ghét cả nó nữa phải không? Tôi nghĩ họ không muốn ông biết chút gì về nó. Tôi trả lời, nhưng khi tôi cần nó, tôi sẽ có nó. Y nói, họ có thể tin là thế. May thay, mẹ nó chết trước khi tới cái lúc đó. Khoảng 13 năm sau khi Catherine từ trần, khi Linton 12 tuổi hoặc hơn chút đỉnh. Ngày hôm sau, cuộc đến thăm bất ngờ của Isabella, tôi không có dịp nào nói cho cậu chủ biết. Cậu tránh trò chuyện và chẳng có bụng nào để bàn luận chuyện gì. Đến khi tôi khiến được cậu chịu nghe, tôi thấy cậu hài lòng được biết em gái đã bỏ chồng. Cái kẻ mà cậu căm ghét tới một độ dữ dội hầu như ngược hẳn với bản chất nhu mì của cậu. Mối ác cảm của cậu sâu và nhạy đến nỗi, cậu tránh đi đến bất cứ nơi nào cậu có thể gặp hoặc nghe nói đến Heathcliff. Đau buồn cộng với sự căm ghét đó biến cậu thành một người ẩn dật hoàn toàn. Cậu từ bỏ chức trách quan tòa, thậm chí thôi không đi nhà thờ nữa, tránh vào làng trong mọi dịp và sống một cuộc đời hoàn toàn biệt lập trong đất vườn của mình. Thẳng hoặc mới đi dạo một mình trên đồng hoang, tới thăm mộ vợ, phần lớn vào buổi chiều hoặc sáng tinh mơ, khi chưa có ai khác tha thẩn tản bộ ngoài trời. Nhưng cậu quá nhân hậu nên không đến nỗi phải chịu hoàn toàn bất hạnh lâu dài. Cậu không cầu cho hồn Catherine năng đến với mình. Thời gian mang lại sự cam chịu và một nỗi buồn dịu ngọt hơn cả niềm vui thông thường. Cậu hồi nhớ mở với tình yêu nồng nàn âu yếm và lòng đầy hy vọng thiết tha hướng tới cõi tốt đẹp hơn mà cậu không chút nghi ngờ gì là mợ đã về đó.
vả lại cậu vẫn được an ủi với những tình cảm yêu thương trên cõi trần này. Trong một vài ngày, như tôi đã nói, cậu dường như không màng tới đứa trẻ còi cọc kế tục người quá cố. Sự lãnh đạm ấy tan nhanh như tuyết tháng tư, và trước khi đứa bé tí tẹo bi bô được một tiếng hoặc chậm chững được một bước, nó đã chuyên quyền ngự trị trái tim cậu. Nó được đặt tên là Catherine, nhưng không bao giờ cậu gọi tên nó trọn vẹn. Cũng như trước kia, cậu không bao giờ gọi Catherine mẹ bằng tên tắt, tức Cathy. Có lẽ bởi vì Heathcliff thường quen gọi như thế. Đứa bé bao giờ cũng được cậu gọi là Cathy để phân biệt với mẹ nó, mặt khác cũng để gắn liền với mợ ấy. Và tình thương yêu của cậu nảy sinh từ mối quan hệ đó với nó, với mợ nhiều hơn là do nó là con đẻ của cậu. Tôi thường so sánh cậu với hai Daily Earnshaw và bối rối không thể giải thích được thỏa đáng tại sao hành vi của họ lại trái ngược nhau đến thế trong những hoàn cảnh tương tự. Cả hai đều là những người chồng yêu vợ tha thiết và cùng gắn bó với con. Có điều tôi không thể hiểu làm sao cả hai lại không cùng chọn một con đường, dù tốt dù xấu. Nhưng tôi nghĩ trong bụng, hai Daily bề ngoài có vẻ cứng rắn hơn, buồn thay lại tỏ ra là kẻ kém cỏi và yếu đuối hơn. Khi con tàu của ông ta bị nạn, thuyền trưởng đã bỏ vị trí và thủy thủ đáng lẽ ráng sức cứu tàu thì lại xô nhau náo loạn, gây hỗn độn, khiến con tàu bất hạnh không còn chút hy vọng thoát nạn. Trái lại, Linton đã biểu hiện lòng can đảm chân chính của một tâm hồn chính trực và trung thành. Cậu tin tưởng Chúa và Chúa đã mang lại an ủi cho cậu. Một người hy vọng, còn người kia tuyệt vọng. Mỗi người chọn số phận riêng của mình, và theo đúng lý tất phải chịu đựng người nào phận ấy. Nhưng thưa ông Lockwood, ông chả cần nghe tôi luận về đạo lý làm gì. Tất cả những điều này rồi ông cũng có thể sẽ nhận định như tôi. Chí ít ông cũng nghĩ rằng ông sẽ nhận định lấy, đằng nào cũng vậy thôi. Cái kết thúc của Earnshaw đúng như người ta có thể dự đoán. Nó theo sát cái chết của em gái ông, cách nhau có 6 tháng. Ở đây, chúng tôi không hề được nghe kể rành rọt lắm về tình trạng của ông trước khi chết. Tất cả những gì tôi được biết là vào dịp đến giúp chuẩn bị tang lễ, người đến báo tin cho chủ tôi là ông Kenneth. "Này Nelly," ông nói trong khi phóng ngựa vào sân một buổi sáng, quá sớm khiến tôi không khỏi hốt hoảng, linh cảm ngay một tin chẳng lành. "Bây giờ đến lượt chị và tôi để tang đây. Chị có biết lần này ai bỏ chúng ta ra đi không?" "Ai đấy?" tôi bối rối hỏi. "Chà, thử đoán xem." Ông vừa đáp vừa xuống ngựa và ngoắc dây cương vào một cái móc cạnh cửa. "Hãy kéo vạt tạp dề lên đi, tôi dám chắc chị cần làm cái động tác ấy." "Chắc chắn không phải ông Heathcliff chứ?" tôi kêu lên. "Dào, dễ chị thừa nước mắt khóc hắn ta đấy nhỉ?" ông doctor nói. "Không, Heathcliff là một gã trai tráng dẻo dai, nom hắn hôm nay tươi hơn hẳn. Tôi vừa gặp hắn xong, hắn nhanh chóng lại da lại thịt từ khi mất người bạn đời." "Vậy là ai? Ông Kenneth?" tôi sốt ruột nhắc lại. "Hai Daily Earnshaw, ông bạn cố tri Hai Daily của chị," ông đáp, "và bạn tán gẫu ác khẩu của tôi, mặc dù thời gian dài vừa rồi anh ta quá bừa bãi theo ý tôi. Đấy, tôi đã bảo là chúng ta phải nhỏ nước mắt mà. Nhưng hãy bình tâm, anh ta chết đúng với tính cách của mình, ấy là say tiếc cung thang. Tội nghiệp anh chàng, tôi cũng thương lắm. Người ta không thể không thấy nhớ tiếc một người bạn đồng hành cũ. Mặc dù anh ta có những ngón tệ hại nhất mà con người có thể tưởng tượng được và đã chơi với nhiều vố. Hình như anh ta vừa mới 27 thôi, bằng tuổi chị đấy. Ai mà nghĩ anh ta với chị sinh cùng một năm." Tôi thú thật, đòn này đối với tôi nặng hơn cơn bàng hoàng do cái chết của mợ Linton. Những liên tưởng xa xưa cứ lẩn quẩn không rời tâm tưởng tôi.
tôi ngồi xuống chỗ cổng và khóc như mất một người cùng máu mủ, đề nghị ông Kenneth bảo một gia nhân khác đưa vào chỗ cậu chủ. Tôi không thể không suy ngẫm về câu hỏi, không biết ông ta có được chết nhẹ nhàng không? Muốn làm gì thì làm, ý nghĩ đó vẫn quấy rầy tôi. Nó dai dẳng khó chịu, đến nỗi tôi phải quyết định xin phép sang đồi gió hú, giúp một tay vào làm tròn bổn phận cuối cùng với người quá cố. Cậu Linton hết sức ngần ngại không muốn cho đi, nhưng tôi biện hộ hùng hồn cho hoàn cảnh không bạn bè, không người thân của hai Daly. Và tôi nói, ông chủ cũ đồng thời là anh em sữa của tôi, cũng có quyền được tôi phục vụ không kém gì bản thân cậu. Ngoài ra, tôi nhắc cậu nhớ rằng thằng nhỏ Heerton là cháu ruột vợ cậu, và vì nó không còn họ hàng nào gần hơn, cậu phải sắm vai người giám hộ nó. Cậu nên và có nhiệm vụ phải điều tra xem tài sản để lại như thế nào, kiểm tra các cổ phần của ông anh vợ nữa. Nay cậu chưa có điều kiện lo liệu những vấn đề ấy, nhưng cậu bảo tôi nói với luật sư của cậu và cuối cùng cho phép tôi đi. Luật sư của cậu cũng lại là của Ơn So. Tôi vào làng và đề nghị ông ta cùng đi với tôi. Ông ta lắc đầu và khuyên không nên dây vào Hedlip, cả quyết là nếu để lộ sự thật, Heerton sẽ rơi vào tình trạng chả khác gì một thằng ăn mày. Bố nó chết trong nợ nần, ông nói, tất cả tài sản bị cầm cố và lối thoát duy nhất cho kẻ thừa kế tự nhiên là tạo cho nó một cơ hội khêu gợi chút quan tâm nào đó trong trái tim người chủ nợ để ông ta có thể sẵn sàng khoan dung với nó. Tới đồi, tôi giải thích rằng tôi đến lo liệu cho mọi sự tiến hành tươm tất. Joseph coi bộ khá buồn, tỏ ý hài lòng khi tôi có mặt. Ông Heathcliff thì bảo chả cần đến tôi, nhưng tôi có thể ở lại và thu xếp cho việc an táng nếu tôi muốn. Đúng ra, y nhận xét, thi hài cái anh chàng điên dại này phải đem chôn ở ngã tư đường, chẳng cần nghi lễ gì hết. Chiều hôm qua, tôi tình cờ rời anh ta 10 phút, và trong khoảng đó, anh ta then chặt hai cửa chính không cho tôi vào nhà, rồi cố tình uống rượu suốt đêm cho đến chết. Sáng nay, chúng tôi phá cửa xông vào, thì nghe thấy anh ta ngáy như ngựa. Và đấy, anh ta nằm ên trên ghế tủ, có lột da cũng không đánh thức nổi. Tôi cho tìm Kenneth, ông ta đến nhưng không kịp, cái con vật ấy đã biến thành xác thối rồi, chết đừ đừ lạnh cứng. Cho nên chị phải thừa nhận rằng, chả cần phải sùm gì về anh ta nữa, vô ích. Lão đầy tớ già xác nhận những lời ấy, nhưng lầu bầu. Tôi những muốn chính ông ý đi tìm bác sĩ còn hơn. Giá tôi mà chăm nom cho cậu chủ thì còn tốt hơn ông ý nhiều. Và khi tôi đi khỏi thì cậu đâu đã chết, chưa một ni neo nào. Tôi nhất mực đòi hỏi tang lễ phải tử tế. Heathcliff bảo trong việc này tôi cũng có thể làm theo ý mình. Có điều y muốn tôi nhớ rằng, tiền chi cho toàn bộ công chuyện này từ trong túi y mà ra. Y giữ một thái độ rắn rỏi thản nhiên, chứng tỏ không vui mà cũng chẳng buồn. Có chăng, nó chỉ biểu hiện sự thỏa mãn của một trái tim sắt đá khi thấy công việc khó khăn được thực hiện thành công. Thực vậy, có lúc tôi đã nhận thấy một cái gì như hả hê đắc chí trong diện mạo của y. Đúng khi người ta khiêng áo quan ra khỏi nhà, y đã giả dối sắm vai một người chịu tang. Trước khi cùng Heerton đi theo linh cữu, y nhấc thằng bé bất hạnh lên bàn, lầm rầm với vẻ khoái trá kỳ lạ. Nào, chú bé xinh xắn, bây giờ mày là của tao. Để rồi xem cái cây này có cong queo giống như cây nọ không, khi vẫn một ngọn gió ấy vặn xoắn nó. Thằng bé hồn nhiên nghe thấy thế lại thích, nó nghịch những chòm tóc mai dài của Heathcliff và vuốt má y. Nhưng tôi đoán được ý nghĩa những câu nói ấy và gay gắt nhận xét. Thằng bé này phải về bên ấp với tôi, ông ạ. Nó hoàn toàn không thuộc về ông. Trên đời này không có gì dính dáng đến ông hơn nó. Linton nói vậy à? Y nói, tất nhiên cậu ấy đã ra lệnh cho tôi mang nó về. Tôi đáp, được, gã côn đồ nói.
Bây giờ chúng ta chưa tranh cãi vấn đề này vội, nhưng tôi có ý muốn tập dượt nuôi một đứa bé. Vậy hãy báo cho chủ chị là nếu hắn ta định lấy nó về, thì tôi phải thay thế bằng thằng nhỏ của tôi vậy. Tôi không cam kết sẽ không tranh chấp Hareton, nhưng tôi chắc chắn sẽ mang được đứa kia về. Nhớ nói với hắn như thế. Lời nói bóng gió ấy đủ trói tay tôi. Khi về nhà, tôi nhắc lại đại ý như vậy, và Edgar Linton từ đầu vốn đã ít quan tâm đến vấn đề ấy, không nói đến chuyện can thiệp nữa. Tôi không thể biết rằng giá cậu muốn thì cậu đã có thể đạt được bất kỳ kết quả nào. Người khách trọ giờ đây đã thành chủ nhân của đồi gió hú. Y nắm quyền sở hữu và chứng minh với viên đại tổng. Ông này lại chứng minh với cậu Linton rằng ơn xa đã cầm cố đến từng thước đất của mình, lấy tiền thỏa mãn cái máu mê cờ bạc. Còn y, Heathcliff là chủ nợ. Thành thử Hareton đáng lẽ bây giờ là bậc phong lưu mã thượng số một trong vùng, lại bị dồn vào thế hoàn toàn phụ thuộc kẻ thù cố cựu của cha mình. Sống trong nhà của chính mình như một tên đầy tớ không công, hoàn toàn không thể tự khôi phục quyền lợi, vì chẳng có ai là thân thích bạn bè, lại không hề biết rằng mình bị thiệt hại đủ đường.